này chứa tên những bạn nào, chỉ tới cuối cùng chúng ta mới mở khóa được thôi. Xem bằng mắt thường, liệu rằng bạn có thể đoán được đâu là ảnh chụp thật, đâu là ảnh giả đã qua Photoshop không? Món đồ chơi nào đang khuấy đảo giới trẻ dịp cận kề Tết Nguyên đán này? Thực hư một trò chơi bị cấm ở Việt Nam là trò bất ổn gì đây? Xem ngay kiểu muộn những điều mà có thể học sinh giỏi không muốn cho bạn biết nhé! Alo alo, những bạn đang đói hãy cẩn thận cực cao vì bạn rất dễ bị đánh lừa ở câu hỏi này đấy. Đố bạn biết hộp pizza nào là thật? Chúc mừng những bạn chọn bên phải nhé. Các bạn đúng là cao thủ tinh mắt của xóm đây rồi. Vì đây chính xác là đáp án đúng. Nhầm nhầm nhầm, tìm ra thật giả nhưng không quên nhiệm vụ ăn. Hộp pizza bên kia chỉ là hình vẽ thôi. Ở phía sau còn rất rất nhiều những cú đánh lừa như thế. Bạn có thể tự tin vượt qua được hết không? Cùng solo tiếp với Nhanh Trí thôi. Còn đây là top những trò con bò chúng ta vẫn làm khi ở nhà. Top 1 chắc chắn là hát ca trước quạt rồi. Bây giờ anh biết vì sao vẫn nhau về số sáng chào. À à à, lúc đó thấy giọng mình cứ như ca sĩ hạng A vậy và mở tủ lạnh chơi chơi. Wow, mát quá, đã thế còn dình cho cái đèn lúc tắt lúc bật, thú vị phải biết luôn. Một trong hai thói quen này được cho là thói quen vô tri. Bạn thấy cái thói quen nào vô tri hơn không? Đó là mở tủ lạnh nhé. Cứ mở ra rồi đóng chậm chậm lại để xem nó tắt đèn như nào. Ủa, rồi làm vậy chẳng để làm gì cả, chỉ thấy tốn điện thôi nhưng vui. Vô tri thực sự luôn ý. Mình thì thấy vui, còn mẹ thì thấy không vui tí nào. Mới đây một người đàn ông quyết tâm tìm ra bí mật của chiếc tủ lạnh là vì sao cứ đóng tủ vào đèn lại tắt. Bạn có tò mò điều này không? Xem cách ông ấy làm gì nhé. Bằng cách đặt điện thoại ghi lại quá trình và cái kết ngỡ ngàng ngã ngửa các bạn ạ. Ôi, sự thật là sau khi đóng tủ lạnh sẽ có một con chim cánh cụt ra tắt đèn. Ơ, thế á, mình dùng tủ lạnh hơn 20 cái nồi bánh chưng rồi mà chưa biết sự thật này đâu. Bạn tin vào điều này chứ? Comment ngay xuống bên dưới nhé. Tiếp theo hãy chú ý các bạn ơi. Ai bánh mì không? Ai bánh mì nào? Nhưng đây không phải là một mẩu bánh mì đâu, mà nó thực sự là một thứ có thể đánh bay trí não của bạn luôn đấy. Là thứ gì được cơ chứ? Miếng rửa bát ư? Cục xà phòng hay viên đá? Mình và nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh nhau cứ cãi nhau về cái việc này. Hóa ra đây là một cục xà phòng đã được hâm nóng trong lò vi sóng đấy. Vì một cục xà phòng ảo mà Canada như thế mà suýt nghỉ chơi với nhau. Công nhận là ảo thùng chảo đấy. Ai mà ngờ được cái chất nhờ nhờ, nhớt nhớt, thơm thơm mà chúng ta vẫn hay dùng để rửa tay mỗi khi đi vệ sinh, nó lại có thể giống miếng bánh mì đến 89,98% như vậy. Ảo thật đấy. Sau khi biết xong thì cũng phình phương thôi. Nếu muốn nâng chỉnh cao thủ, giáo sư biết tuốt thì nhất định bạn phải tỉnh táo tàu hơn nữa ở mọi lúc mọi nơi cơ. Ok, giờ thì hãy xem chiếc bánh nào là giả nhé. Ho ho, chị gái này chọn bánh số 1. Bạn có đáp án cùng chị ấy không? Đó là đồ giả nhưng lại là đáp án đúng. Tự nhiên thấy con bạn mình tốt tốt, hóa ra là chọn mình. Không phải cứ người lớn là có thể nhận biết được hết đâu. Trừ khi xem Nhanh Trí mỗi ngày nha chị. Dỗi, người ta đi chơi đây, bắt được ngay một miếng thịt siêu to khổng lồ nằm trinh inh ở đây. Giống miếng thịt của bà Tân Vlog ghê nhở. Tại sao lại ở đây nhở? Ôi dồi ôi, miếng thịt to cỡ này thì con lợn phải to cỡ nào? Cỡ này có khi cả nhà ăn một tuần còn không hết. Có phải bạn đang chắc mẩm mình bắt được như cái kho báu rồi đúng không? Ý khoan, đừng để đôi mắt đánh lừa bạn ơi. Đây là một tảng đá vô tình có hình dạng giống miếng thịt mà thôi. Nếu như bạn đam mê squishy thì đây là thế giới dành cho bạn. Lần đầu tiên có loại squishy kỳ lạ thế này các bạn ạ. Đó là squishy rời não. Úp oà, bóc hoài mà nó không méo luôn. Thích tay nhở. Còn đây là mèo bắn dây và nó có thể làm được mọi thứ khi mà có thể kéo chai nước, đóng cửa và Florentino quay thế trong vườn. Ít sợ ơi, nhìn thích thế này mà chỉ được chọn một thôi thì bạn sẽ chọn trò chơi nào? Tình hình rất chi là tình hình các bạn ạ. Mình cứ bị thích con mèo bắn dây là thế nào nhở? Mà chưa biết mua ở đâu, thế mới cày chứ lị. Các bạn có cùng sở thích với mình không? Hay có đồ chơi này không? Hôm nào cho Nhanh Trí mượn với nhé. À
ai mà sẵn sàng cho mượn thì nhớ comment xuống bên dưới ngay đi. Bây giờ Nhanh Trí sẽ thưởng các bạn một món đồ ăn vặt mới toanh mà chắc chắn 90% các bạn chưa biết đâu. Sting màu xanh dương. Uầy, ngon đấy. Xúc xích heo cao bồi vị cola. Đồ ăn vặt nào có thật và mới ra mắt. Lần đầu tiên gần Tết Nguyên đán, xúc xích heo cao bồi ra mắt vị cola siêu mới, siêu hot và siêu ngon đây. Với vị ngọt đặc trưng, ăn vào là lăn tăn đầu lưỡi. Còn sở tinh màu xanh này không biết có thật không nhỉ? Mình chưa thấy lần nào trên thị trường cả. Hay đây là một trò chơi của một anh Photoshop đỉnh cao nào đó? Khó nghĩ quá, ai thúng não chi thuật cho Nhanh Trí với. Mình dám chắc chắn rằng người nội tâm cũng sẽ phải chui lên nhún nhảy lắc lư luôn vào ngay khi sở hữu những món đồ chơi sau đây. Bộ xương vui nhộn hay siêu nhân nhảy múa. Bây giờ mà ra cửa hàng đồ chơi có hai món này, mẹ chỉ cho mua một món thôi, thì bạn sẽ chọn đồ chơi nào nhảy đẹp hơn? Hôm nay vừa được ăn vừa được chơi, thích quá, xá là thích các bạn ơi. Không má nào chịu thua má nào mà, cứ đứng quẩy tưng bừng thế kia, làm khó người ta hả? Lựa chọn của bạn là gì? Chu đến bây giờ mình lựa chọn cả hai phát này được không? Chu mê quá là mê rồi, sao mà chịu được? À, nhưng mà dù chơi gì đi chăng nữa thì các bạn nên nhớ rửa tay thật sạch sẽ trước khi cầm ăn một cái gì đó nhé. Ví dụ như trường hợp sau đây, chúng ta cùng ăn sô-cô-la thôi. Dù bạn thích coca thì cũng mê sô-cô-la như điếu đổ cho mà xem. Nhưng hãy cẩn thận, đâu là sô-cô-la giả, hình 1 hay hình 2? Ơ kìa, ai chọn hình số 1 đấy? Cẩn thận kẻo gãy răng đó nha. Vì đây không phải là sô-cô-la, mà đây là một loại đá quý trong tự nhiên, có màu giống y hệt sô-cô-la vậy. Bạn vừa trả lời đúng ư? Đừng vội gáy vang trời, bởi vì thử thách sau đây lại đòi hỏi bạn phải có tư duy nhạy bén và tài quan sát đỉnh cao mới có thể tìm ra đáp án đúng. Trước mắt các bạn là những quyển sách, nhưng chỉ có một quyển sách là thật thôi. Bạn có thể tìm ra chứ? Đường đường là một học sinh bá đạo, học giỏi và ngang tàn nhất lớp. Không nhận ra thì quá là đáng tiếc đó nha. Chắc chắn là cuốn sách toán này rồi, bởi vì sách này có logo của Nhanh Trí nè. Có ai bị đánh lừa không thế? Có bạn nào lớp 4 ở đây mà đang xem Nhanh Trí không nhỉ? Hình như Nhanh Trí rất có duyên với những bạn khối 4 đấy. Trong đó từ khối 1 đến khối 8, có ai là dũng sĩ diệt mồi ở đây không? Ăn ti tỉ thứ trên đời rồi, liệu rằng bạn có nhận ra món ăn nào dở tệ nhất trong hai món ăn này? Chả chanh trứng vịt lộn hay lẩu kiến vàng? Ôi, chào hết chả sữa trứng vịt lộn, bây giờ lại chả chanh trứng vịt lộn ư? Chắc chắn món này dở tệ nha. Tự nhiên vừa ngọt vừa lạnh lại pha với trứng vịt lộn là một vị mặn. Tôi thấy lo cho cái bụng của những bạn nào hay ăn mấy món độc lạ này nè. Còn lẩu kiến vàng á, khỏi phải lo nha các bạn ơi, vì đây là đặc sản nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nhìn toán kiến vậy thôi chứ ngon lắm nha. Nhanh Trí được nghe review kể lại như vậy. Còn những bạn ở An Giang đang xem thì có thể comment xác nhận để khai sáng cho 500 anh em khác cùng biết nhé. Tập trung nào, tập trung nào. Ai si mê thủ công gấp giấy thì không thể bỏ qua câu hỏi này. Đây là cách gấp trò chơi gì nhỉ? Này số thật nhanh anh em ơi. Pháo giấy, máy bay giấy hay Đông Tây Nam Bắc? EZ Game, tự nhiên tuổi thơ của 10 năm trước quay lại các bạn ơi. Đây là trò Đông Tây Nam Bắc. Anh em ngồi đây ai biết chơi không nhỉ? Ngày xưa Nhanh Trí với đám bạn kiểu viết tên các con vật bên trong rồi chọn số lần để xem mình chọn phải con vật nào, sẽ mô phỏng tiếng kêu hoặc hành động của con vật đó. Trời ơi, ta nói mỗi lần như thế cười chảy cả nước mắt luôn. Trời ơi, ta nói toàn chọn phải tiếng của con cờ hó là sao ta? Cay thế chứ lị, nhưng nghĩ lại lại thấy vui. Piu piu piu, nằm nhà mà vẫn được đi ngoài ra nước. À nhập, đi ra nước ngoài đều như vắt chanh, chỉ có thể là Nhanh Trí thôi. Ohio, Australia kìa mọi người ơi. Nhanh Trí cũng kéo các bạn đi du lịch online cùng Nhanh Trí nhé. Nhưng món ăn nào của Việt Nam cấm ở Australia, lưu ý để khi sang nước bạn nhé. Kẹo lạc, bỏng ngô, thạch rau câu, kẹo dừa, che bưởi, tàu phớ, bánh mì hay là phở? Ôi, thạch rau câu ở nước mình ăn ngon lành cành đào mà, tại sao ở đây lại cấm nhỉ? Bên đó người ta cho rằng thạch đựng trong cốc nhựa bé bé như vậy có thể gây hóc hoặc sặc cho trẻ em khi ăn.
Ồ, ra là thế. Nhà sản xuất và chính phủ lo lắng cho các bạn nhỏ từng chân tờ kẻ tóc đấy chứ. Còn ở nước mình dĩ nhiên là vẫn lo lắng rồi. Nhưng biết đâu các bạn nhỏ ở nước mình thông minh hơn và không bao giờ bị hóc thì sao. Thôi được rồi, các bạn bên Australia không ăn được thì để chúng mình ăn hộ vậy nha. Nhầm 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 nhầm. Người đang đói hãy cẩn thận vì bạn rất dễ bị đánh lừa ở câu hỏi tiếp theo này đấy. Đâu là kẹo thật, đâu là kẹo giả nhỉ? Ai là fan hâm mộ kẹo M&M nào? Thực ra đây chỉ là một quả tạ 3 cân dùng để luyện tập thể dục mà thôi. Dù háo ăn đến cỡ nào thì bạn cũng phải tỉnh táo tàu lên nhé. Tùng Huyền Hùng Nga, Minh Anh, Ngọc Anh đâu cả rồi? Các bạn chứng kiến cho nhanh trí câu hỏi này nhé. Bạn nào mà vượt qua được thì chứng tỏ bạn đó là dân chơi xóm. Trò chơi nào nguy hiểm nhất các bạn ơi? Nhảy cừu, đánh khăn, nhảy lò cò hay ô ăn quan? Là trò chơi đánh khăn hay còn gọi là đánh chỏng là một trò chơi dân gian rất hot thời ông bà cha mẹ chúng ta. Trò này thì vui thật đấy, vui nhức cái nách luôn. Nhưng độ nguy hiểm số 2, không ai dám đứng số 1 nhé. Có những lần đánh mạnh tay quá, cái khăn bay vào đầu bạn sưng to một cục như quả ổi thế này này. Thế là về nhà bị mẹ hỏi tội, bờ mông ấy lại được dịp nở hoa rồi. Hồi còn nhỏ ai cũng có những ký ức bá đạo hạt gạo như thế. Ông bà cha mẹ chúng ta cũng như vậy nên mới khuyên chúng ta không nên chơi những trò nguy hiểm đấy. Bạn đang buồn phiền vì nhiều tiền hay chán như con rắn? Hãy lại đây lôi đống tiền này ra và Super Soi cùng nhanh trí nào! Chẳng mấy khi được cầm nhiều tiền như thế, nhưng lại có một tờ tiền giả có chút. Bạn nhận ra đó là tờ tiền nào không? Đây rồi, bạn đúng là người có tố chất của một đại gia trong tương lai khi chỉ 3 giây thôi đã nhìn ra tờ 20k khác bọt này á. Chà chà, đúng là mắt đại gia không phải dạng vừa đâu. Boom! Còn đây là chuyên mục mà các bạn đang mong chờ nhất ngày hôm nay. Comment ngay lên TV liền tay. Những comment hay nhất trong những comment hay hơn đã được lên sóng của Nhanh Trí ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn nhé! Wow, các bạn thực sự rất tuyệt vời đấy. Hãy quan sát thật kỹ xem tên mình có trong bảng vàng không nhé. Và muốn trở thành người may mắn được ghi tên trong danh sách vinh danh tiếp theo, hãy để lại một nút like, đăng ký kênh và những lời hay ý đẹp xuống phần comment nhé. Đặc biệt đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Nhớ đặt lịch để xem và thấy tên mình đem đi khoe khắp xóm nha.